Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Một trận tâm ma đến từ server S609 và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dũng Công. Và anh em thấy là hôm nay đội hình chúng ta sẽ có hai môn phái đam khá là mạnh, đó chính là Thần Cơ và Minh Giáo kết hợp với một Dương Môn. Wow, team này mà anh em khống chế ra được một cái thì Thần Cơ Minh Giáo dùng combo chắc chắn là không ai chịu nổi anh em ạ. Nhưng mà cái quan trọng hiện tại của chúng ta hiện tại là team chúng ta chưa có quá nhiều tài nguyên và số đội trong bản đồ tâm ma đó chính là 32 team. Bắt đầu di chuyển về khu vực số 34. Rất may mắn là chúng ta di chuyển vào một ô rất trống và sẽ có thêm một số tài nguyên không trống anh em ạ. Đó chính là một vỏ đen, một cung luôn. Rồi không sao, đây là hai môn phái có lẽ là treo và chúng ta có thần cơ hỗ trợ để kết thúc rất lẹ. Thêm một môn phái khác nữa, đó chính là một vỏ đen khác nữa. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc được 3 thành viên tại khu vực số 34 và có thêm một cái cường hỏa trang bị trung. Rồi, bây giờ có lẽ là mình sẽ farm ở khu vực số 34 này để hồi máu. Tiếp tục chờ đợi xem các tình hình tiếp theo của trận tâm ma này diễn biến thế nào. Với tâm ma tuyệt địa thì mình rất là khó đoán được các đường đi nước bước của những team khác anh em ạ. Bởi vì thứ nhất bản đồ rất rộng và các khu vực của nó liên thông với nhau. Nói chung là cái tâm ma này anh em đi tới đâu chúng ta tính tới đó thôi. Mình không thể nào tính được những cái đường dài. Và chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 35. Đây rồi, lại là một team treo. Cẩn thận phản đam anh em ơi. Một phát dậm phải nói là phản đam rất đau. Cực kỳ đau anh em ạ. Bây giờ thì con boss thủ lĩnh đầu tiên cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng mà với tình trạng yếu máu thế này anh em có di chuyển về boss hay không? Có lẽ là mình sẽ cần tìm một số ô có lính để cho anh em farm hồi máu. Rồi rồi, có chấm đỏ rồi anh em ơi. Đó, những anh em nào mà có auto chúng ta hãy chủ động đi cheat map cho các thành viên của mình nha. Báo khu vực về. Ở trên cũng có chấm đỏ, đó là Minh Giáo. Và không có lính luôn anh em ạ. Tiếp tục có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại các khu vực cũ của mình để hồi máu cho các thành viên. Vẫn không có lính để cho anh em hồi máu. Đây, một cái kim sáng dược. Quá thơm luôn anh em ơi. Đây, trong đây lại có tim treo và khu vực này lại có lính rồi. Cái tâm ma này thì những con lính nó xuất hiện không cố định ở các ô. Do đó, những môn phái hồi máu thì thật sự là rất khó chơi anh em. Nhiều lúc mình tìm kiếm những cái ô mà không có lính để hồi máu thì anh em có thể bị lật kèo ngược trở lại rất dễ. Có một cái cường hóa trang bị trung cho Dương Môn. Rồi, con boss thủ lĩnh đầu tiên mình không biết là có team nào ăn hay chưa. Bây giờ chúng ta đón tiếp con boss thủ lĩnh thứ hai. Và có lẽ là mình sẽ nhường máu lại cho Dương Môn hoặc là thần cơ đi anh em ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển về boss thủ lĩnh. Có team ăn boss rồi, đó là Tiêu Dao, Trường Ca. Wow, 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 đây có lẽ là một team treo rồi anh em ơi. Mình thấy là họ không hề có quân hàm nào cả. Và chúng ta đã kết thúc được team này, tiếp tục farm. Và hiện tại team của mình đang cực kỳ nguy hiểm nha. Rồi, mình đã kết thúc được con boss thủ lĩnh và sở hữu được một viên đá hồi sinh. Ủa, con boss bèo quá anh em ạ, chỉ được đúng một viên đá hồi sinh thôi. Cũng rất đáng tiếc nhưng không sao. Bây giờ các thành viên của mình đã có được các loại trang bị cần thiết. Đó là cái tiền đề để cho anh em tiếp tục chiến đấu ở vòng số 2. Hiện tại anh em thấy là Minh Giáo đang đi trước để chết map cho hai thành viên của mình. Bên này lại có một team nữa rồi, lại có giao tranh nữa rồi anh em ạ. Cẩn thận đừng nhảy xuống, nhảy xuống là dính cái lốc của chim. Trời ơi, đau cực kỳ. Và anh em thấy là với pha combat vừa rồi thì chúng ta đã lỗ máu cực kỳ luôn anh em ạ. Ở những cái giây phút mà gần chuyển sang vòng mới á thì anh em nên cố gắng là chúng ta hạn chế giao tranh nha anh em. Bởi vì lúc này thì chúng ta không có lính để hồi máu.
và nếu như mà anh em gặp những team khác nữa thì chắc chắn bây giờ team mình rất khó có thể chống lại. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi tìm kiếm các nguồn tài nguyên phía trên, lại có team rồi, buộc lòng mình phải quay trở lại để rút lui về đường cũ. Thôi mình về khu vực an toàn luôn đi anh em ơi, về khu an toàn. Rồi đi lên ở đây luôn là đẹp rồi, đây là bình máu giả chắc luôn, nãy chúng ta đã check rồi. Ui có một con công lôn, một con huyền thủy, trời ơi hai con quân hàm ngạo thế luôn. Rất may là huyền thủy đã không sốc đam được chúng ta, cái đó mà huyền thủy lên bảo kích chắc chắn là mình giáo sẽ lên bảy điểm số rồi. Wow cực kỳ căng. Rồi về khu an toàn anh em ạ. Ôi về khu an toàn anh em ơi, đóng bo, chết, còn có vài vệt máu thôi. Giật lẹ, trời ơi cực kỳ căng chưa. Wow. Bây giờ cái khó của mình, bây giờ có lẽ mình nghĩ anh em nên đứng tại vị trí ở phía dưới chờ đến giây thứ 30 mình kiếm lính anh em ơi. Bây giờ mà chạy nhiều ô quá là những cái khu vực khác họ sẽ đổ về và tỷ lệ tử vong của mình. Ôi trời ơi, có cả tiêu dao công lôn và huyền thủy nữa. Rất may mình giáo chúng ta đã lướt rất nhanh. Như vậy là Dương Môn đã bị bắt trở lại rồi. Rồi xong Dương Môn anh em ơi, bị công lôn bắt lại mà chúng ta không có ngựa rất khó thoát. Tiếp tục bên này có võ đan. Rồi mình giáo chúng ta đã cắn ẩn thân nhưng mà thần cơ đã không thể nào thoát khỏi cái chiêu thiên địa vô cực của võ đan. Và như vậy anh em thấy là hai thành viên chúng ta đã lên bài điểm số rồi. Kèo này sẽ còn khó khăn rất nhiều cho mình giáo của mình. Cuối cùng thì chúng ta đã có lính để hồi máu là cho mình giáo. Nhưng bây giờ mình giáo hồi máu khá là khó, vẫn chưa thể nào đầy máu được anh em ơi. Và chúng ta vẫn còn 7 đội trong bản đồ tâm ma. Và anh em thấy là ở bên kia có một cái team huyền thủy tiêu dao với cùng lôn. Một đội hình team 3 khá là mạnh. Bây giờ vấn đề của chúng ta đã làm sao xử lý được cái team này. Rồi một mình khi mà anh em đi solo thì mình sẽ làm gì anh em? Trong khi những cái tài nguyên chưa xuất hiện, chúng ta cố gắng farm và chúng ta đi kiếm những cái rương rơi bên ngoài, anh em chịu khó móc rương nha. Đây một tiêu dao ngạo thế. Tiêu dao đã cắn ẩn thân rồi. Rất lẹ anh em ạ. Boss thủ lĩnh ở vị trí phía dưới của chúng ta khá là gần. Ở phía dưới mình thấy có một chấm đỏ. Hiện tại thì nhân vật chính chúng ta tiếp tục đi chết các nguồn tài nguyên. Đây là team 3. Và chúng ta đã cắn ẩn thân rất lẹ. Và với cái bàn băng của huyền thủy đã hỗ trợ đẩy chúng ta ra xa. Bên này lại có một team 3 nữa anh em ạ. Và mình nhận thấy cái mùi chuẩn bị có giao tranh. Rồi, hai team 3 chuẩn bị giao tranh với nhau. Một team có Nga Mi với Võ Đan. Một team có huyền thủy cùng luôn tiêu dao. Hình như là cái team kia có cả tàng kiếm nữa anh em ơi. Những rương ở đây bây giờ chắc chắn là không còn đồ để cho anh em check. Cố lên anh em ơi, bây giờ chúng ta cần phải tìm thời cơ để ăn hôi được với hai cái team kia. Chỗ bên này ba con lính luôn, nãy qua đây farm là full máu rồi anh em ạ. Tiếc quá. Đó anh em solo mình cố gắng farm nhiều chút nha anh em. Bởi vì farm anh em sẽ có một số tài nguyên như là ẩn thân, hoặc là chúng ta có được những bình kim sáng dược. Và anh em thấy là mình may mắn hơn, mình có thêm một cái cường hóa trang bị trung. Không, cường hóa trang bị cao anh em ơi. Như vậy đã có thêm một team nữa lên bảng điểm số rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển về con boss thủ lĩnh. Đây, team này đó là một minh giáo, một phát dặm, minh giáo, một bạch máu. Chúng ta tiếp tục khống chế và kết thúc minh giáo. Quá đẹp luôn anh em ạ. Boss đây đã biến mất rồi. Mình vẫn còn 4 đội. Trên đây có bá đao, ui, bá đao. Rồi chạy đâu bá đao ơi. Tiếp tục đánh thường.
sắp hồi chiêu lướt rồi nè. Wow wow, một pha quay ngược trở lại rất nhanh. Chúng ta có chiêu lướt và bắt đầu lên bảng điểm số. Như vậy là mình còn 3 đội anh em ơi. Mình đang quan tâm đó là cái team 2, cái team 3 lúc nãy đã đi về đâu. Mình giáo chúng ta vẫn đang rất bình tĩnh hồi máu và hiện tại con boss thủ lĩnh vẫn còn. Nếu mà boss vẫn còn thì theo suy đoán của mình, cái team kia, hai team kia tỷ lệ họ giao tranh với nhau và sức đầu mẻ tráng khá là nhiều nha anh em. Wow, vẫn còn hai thành viên đang đánh nhau, đó là Tiêu Dao, Côn Lôn. Họ đã chạy rồi anh em ạ. Chúng ta đã mất dấu đội hình của team đại bạn và bây giờ thì thời gian của vòng số 2 cũng đã kết thúc. Chúng ta chuẩn bị bước về vòng số 3 với 3 đội và ưu thế của mình đó là có một viên đá hồi sinh. Và theo quan sát của mình thì rất có thể là những team kia họ đã tử vong các thành viên. Rồi bây giờ kèo khá là thơm cho Minh Giáo rồi, chúng ta có đến 2 mạng lận. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm một số cái ẩn thân nữa nè, bí kíp cao, kim sáng dược. Đó, bây giờ mình kiếm thêm một hai cái ẩn thân nữa là quá đẹp. Bởi vì khi đi solo anh em sẽ cần nhiều ẩn thân hơn nha. Trời ơi, vừa mới nhắc hai cái ẩn thân có liền hai cái ẩn thân luôn. Đủ đồ chơi đã anh em. Chỉ tôn, một đá hồi sinh, hai bình máu, ba ẩn thân. Đây là một Tiêu Dao bị mất né rồi, tiếp tục phần sơn, tiếp tục. Rồi Tiêu Dao nó lóc, mất lóc rồi và chúng ta đã nhảy quỷ tiền nhưng không mất được bao nhiêu máu anh em ơi, trời quá ảo. Côn Lôn lại xuất hiện nữa và chúng ta buộc lòng phải cắn ngẩn thần. Quá khó, phải nói là cực kỳ khó. Không lẽ là Côn Lôn, Tiêu Dao cùng team với nhau anh em? Rồi bây giờ chúng ta đã mất hai bình máu. Wow, Côn Lôn, Tiêu Dao khác team với nhau rồi. Xử lý Côn Lôn luôn. Tiếp tục đánh thường. Cẩn thận Tiêu Dao quay ngược trở lại ăn hồi nè em ơi. Như vậy là Côn Lôn đã bị chúng ta kết thúc. Ui, cẩn thận Tiêu Dao nó chạy qua bên kia, nó mở cái ảo tượng cái là thúi bắt luôn anh em ơi. Bây giờ mình cần phải hồi máu nhanh và sau đó mình di chuyển về khu vực ảo tượng. Tiếp tục cắn ẩn thân nha anh em. Tiêu Dao không dám về đây để mở ấu tượng rồi, chúng ta bắt buộc phải mở ấu tượng thôi. Kèo quá là thơm, Tiêu Dao xuất hiện, chúng ta nhảy quỷ thiền. Tiêu Dao này nó combo nhanh quá nè mà, trời ơi, thấy mình cái lóc liền trong khi mình đang nhảy quỷ thiền. Rồi ưu thế đang thuộc về chúng ta, Tiêu Dao đang bị mất rất nhiều máu. Chúng ta lại tiếp tục hồi phần sơn phải xuyên, chuẩn bị có chiêu lướt rồi anh em ơi. Tiêu Dao đã lướt làm tàn phế chúng ta rồi. Bây giờ là Tiêu Dao chắc chắn sẽ đi hồi máu và chúng ta có chiêu lướt. Tiêu Dao lại lên né tránh và chúng ta lại sắp có quỷ thiền. Phần sơn trước một cái. Khu độc xuất hiện và buộc chúng ta phải di chuyển sang khỏi một cái khu khác. Cái đó mình di chuyển xuống cũng được nha anh em. Bây giờ thì có lẽ là Tiêu Dao đã hồi phục lại lượng máu cho cá nhân của mình. Kèo solo vẫn đang tiếp diễn giữa hai môn phái có khả năng solo khá mạnh. Nhưng mà anh em thấy là combo của Tiêu Dao khá lỗi. Bởi vì Tiêu Dao kéo lại và lóc lên. Một cái pha lóc không có kiểm soát được kỹ năng anh em ạ. Rồi chuẩn bị lóc nữa nè anh em ơi. Chúng ta nhảy quỷ thiên thì chúng ta sẽ không. Wow, thất thám cực kỳ đau. Tiếp tục dậm. Rồi lại có lì xì nữa. Vẫn tiếp tục đánh, chơi khô máu. Tiếp tục có quỷ thiên một phát dậm nữa. Nhưng Tiêu Dao không chết được. Một phát phân sơn nữa, Tiêu Dao lại né anh em ạ. Trời ơi, cực kỳ cay. Một pha. Rồi và chúng ta quyết định chơi đổi máu với Tiêu Dao luôn. Và như vậy là Tiêu Dao có đá hồi sinh anh em ạ. Kèo cực kỳ căng. Hấp dẫn anh em ạ. Hấp dẫn cực kỳ.
Và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ mở ấn tượng thành công, bởi vì Tiêu Dao đã di chuyển về khu vực bên kia. Thời gian để Tiêu Dao vòng vào bên này khá là lâu, nhưng mà chỉ còn khoảng 6 giây nữa là ấn tượng biến mất, chúng ta có mở được hay không? Và như vậy ấn tượng được mở thành công, và rất tiếc là không có đá hồi sinh anh em ạ. Trời ơi, cực kỳ căng ta, mở xong cái ấn tượng mà lại không có đá hồi sinh, tiếc quá anh em ơi. Mình không biết là hiện tại Minh Giáo chúng ta đang sử dụng phục ma thạch gì, nhưng mà mình cảm giác là lượng đam của Minh Giáo cực kỳ lỗi. Một phát dậm và một phát phần sơn nữa, Tiêu Dao đã thất thảm để né chiều, chúng ta tiếp tục đánh thường. Tiêu Dao là đã lên bảng điểm số, và cuối cùng thì trận tâm ma cũng đã kết thúc anh em ạ. Phải nói là cực kỳ gây cấn ở vòng cuối này. Và như vậy là trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Nếu như mà anh em yêu quý cái trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.